Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Tạp chí Người Việt được phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Mỗi chương trình Tạp chí Người Việt chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin nổi bật về tình hình đời sống kiều bào ta đang sinh sống ở các nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của kiều bào đang được quan tâm như quốc tịch, hộ tịch, đất đai, bầu cử, hay những câu chuyện truyền cảm hứng về các gương mặt người Việt Nam tiêu biểu ở khắp nơi trên thế giới. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhật Bản đề xuất bãi bỏ chương trình thực tập sinh nước ngoài. Chương trình đã có sự tham gia của hàng trăm nghìn lao động từ Việt Nam. Việc bảo tồn phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn nhiều thách thức. Song với chủ trương khuyến khích cổ vũ đồng bào, nhất là thế hệ trẻ học tập và giữ gìn tiếng Việt của Đảng và Nhà nước, đã xuất hiện những giải pháp sáng kiến và chương trình nhằm thu hút sự quan tâm nhiều hơn về tầm quan trọng của ngôn ngữ dân tộc. Sợi dây thông minh có khả năng biến đổi hình hay in 3D sinh học trực tiếp bên trong cơ thể. Những nghiên cứu đột phá từ phòng thí nghiệm ở Australia do một tiến sĩ người Việt đứng đầu, cùng tìm hiểu ở phần sau của chương trình. Những ngày qua, các tạp chí khoa học thế giới đưa tin về một cánh tay robot mềm linh hoạt siêu nhỏ, lần đầu tiên có thể đưa được vào cơ thể con người và in trực tiếp vật liệu sinh học lên bề mặt nội tạng và mô. Đứng đằng sau nghiên cứu có tính ứng dụng cao này là một nhà khoa học Việt Nam đang làm việc và nghiên cứu tại Australia, tiến sĩ Đỗ Thanh Nhỏ. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng chương trình Tạp chí Người Việt ngày hôm nay tìm hiểu về cuộc sống, công việc và những mong mỏi hướng về quê hương của anh. Nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm robot y tế Đại học New South Wales của Australia đã tạo ra cánh tay robot mềm có thể in 3D sinh học trực tiếp bên trong cơ thể, sử dụng để tái tạo các mô bị tổn thương của các bộ phận bên trong cơ thể như ruột, dạ dày, gan, thận, tim, phổi, thậm chí là mạch máu. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Advanced Science vào tháng 3. Đến nay, chưa từng có công nghệ in 3D nào trên thế giới có khả năng in trực tiếp vào bên trong cơ thể sống và được thiết kế như công cụ mổ nội soi đa năng như vậy. Hiện nhóm nghiên cứu đã nộp bằng phát minh sáng chế của mình cho công nghệ này. Đứng đằng sau nghiên cứu này là tiến sĩ Đỗ Thanh Nhỏ, người đang giữ vai trò giảng viên cao cấp tại Đại học New South Wales, Sydney của Australia và là người đứng đầu phòng thí nghiệm robot y tế. Dự án khởi động từ năm 2021 là kết quả sau nhiều nghiên cứu của anh và các cộng sự về công nghệ robot mềm dùng trong mổ nội soi và sử dụng in 3D tiên tiến. Khi mà mình in cái vật liệu sinh học ở 3D ấy, thì nó sẽ làm cho cái tế bào, mấy cái mô sống nó phát triển tốt hơn ở một cái cúc phức tạp. Mà hiện tại cái công nghệ MD hiện tại á, muốn đem vào cơ thể á, thì họ phải trải qua quá trình là phải in với một cái máy MD rất là to bên ngoài. Sau đó khi mà in 3D xong á, thì họ phải mổ hở cơ thể, rồi họ phải mang cái vật liệu 3D đó vô trong cơ thể. Nếu mà mình có thể phát triển một cái thiết bị, mình đem vật liệu đó trực tiếp ở trong cơ thể, mình in 3D trong cơ thể mà nó không cần mổ hở, thì nó sẽ rất là có tiềm năng. Thì từ đó mình mới phát triển ra cái công nghệ 3D này. Hướng nghiên cứu chính của tiến sĩ Đỗ Thanh Nhỏ là về robot mổ nội soi ít xâm lấn cho tim mạch và ung thư đường tiêu hóa, in 3D sinh học, robot mềm, cơ nhân tạo, vải thông minh, thiết bị trợ tim, thiết bị nâng cao khả năng của con người và phục hồi chức năng cho người tàn tật và các thiết bị tái tạo cảm xúc. Với nhiệt huyết và niềm đam mê nghiên cứu khoa học, ở tuổi 38, tiến sĩ Nhỏ sở hữu cho mình nhiều giải thưởng quốc tế và các phát minh khoa học có tính ứng dụng cao. Mình sinh ra ở một cái miền quê ở miền Nam, tức là ở Gò Dầu, Tây Ninh. Mình học với khoa năm tốt nghiệp năm 2009. Sau đó thì tới năm 2011 thì mình nhận học bổng tiến sĩ qua Singapore để mình học. Chuyên ngành của mình ở Singapore là về robot mổ. Thì mình thời gian mình ở Singapore thì khoảng chừng 5 năm. Sau đó xong mình qua Mỹ, mình làm sao tiến sĩ khoảng chừng 2 năm rưỡi. Thì năm 2018 thì mình gia nhập JNSU để mình lập nhóm nghiên cứu riêng. Thì cuộc sống của mình hiện tại thì nó cũng xoay quanh công việc và gia đình. Công việc thì mỗi ngày lên phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên dạy học. Gia đình thì mình có hai đứa con nhỏ. Thì mình vẫn muốn giữ là cái văn hóa cho bé là phải biết về Việt Nam. Ở bên Úc này á, thì cộng đồng Việt Nam của mình nó rất là năng động.
cứ ngày lễ Tết, ngày hội á, là họ rất tổ chức, rất là hoành tráng để giữ vững văn hóa của mình đó. Thì trẻ con khi mà tham gia những hoạt động đó, nó biết rất là nhiều nhiều thứ. Ví dụ như là biết về thế nào là Tết nè, thế nào là gói bánh chưng nè, thế nào là ông đồ vẽ chữ nè. Rồi cộng đồng Việt Nam mình ở đây nó cũng rất là gắn kết, tức là mọi người có tổ chức những cái buổi mà dạy học về tiếng Việt cho mấy bé đó. Thì mấy bé lại đó thì có cô chú người Việt dạy, thì nhờ những hoạt động như vậy thì bé nó có thể là duy trì được cái vốn tiếng Việt để không có quên nguồn cội. Năm 2022, tiến sĩ Đỗ Thanh Nhỏ nhận giải thưởng học giả nghiên cứu của Google dành cho các giáo sư trẻ xuất sắc trên thế giới làm về lĩnh vực tương tác của người và máy móc. Anh mong muốn có thật nhiều đóng góp cho khoa học cộng đồng, qua đó lan tỏa trí tuệ Việt trên toàn thế giới. Thật ra mong muốn của mình thì là vẫn muốn là những sản phẩm công nghệ tiên tiến thế giới là phải thuộc người Việt làm. Và hiện tại thì Việt Nam mình có một cái cơ hội rất là tốt để làm điều đó. Con người Việt Nam mình, sinh viên Việt Nam mình đã rất là tốt rồi. Bây giờ mình chỉ cần có công nghệ tốt để chứng tỏ là nước nước mình có thể làm được. Những nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là ở nước ngoài, thì cũng nên là cầu nối để có thể là hỗ trợ Việt Nam mình đào tạo ra nhiều sinh viên hơn nữa, sau đó quay về Việt Nam mà đóng góp. Mình cùng với những giáo sư bên Nhật, người Việt, bên Mỹ, bên Canada và Úc này sẽ tổ chức cái hội thảo ở Vịnh Hạ Long vào tháng 1 năm sau. Thì đó là có thể là hội thảo quốc tế đầu tiên về robot ở Việt Nam. Thì mọi người muốn là giới thiệu với bạn bè thế giới Việt Nam mình có những con người tuyệt vời như vậy và mình muốn phát triển cái công nghệ robot. Thì trong cái hội thảo đó thì tụi mình sẽ mời những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về để họ gọi là trình bày. Rồi sau đó mình có thể là dựa vào đó để mình kết nối với cộng đồng nghiên cứu Việt Nam với thế giới. Là người trực tiếp giảng dạy cho nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học New South Wales, những thành công của người tiến sĩ luôn hướng về nguồn cội, hy vọng sẽ khơi dậy cho các bạn trẻ Việt Nam một khát vọng, một tinh thần và trách nhiệm cống hiến cho đất nước nhiều hơn nữa.